Hello, xin chào tất cả quý vị và các bạn nha. Tình của tớ thật lòng anh không muốn lời hẹn ước. Chứ quên không đóng cánh cửa. Tí nữa anh em ở trong công ty ra bốc đi là khổ. Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Đạt Xe Tải. Một mẫu xe vô cùng nhiều kỷ niệm. Một mẫu xe vô cùng nhiều kỷ niệm luôn. Và đây là chiếc xe mà có thể nói vào cái giờ phút cũng tầm tầm như thế này, cũng ve kêu như thế này, anh chị hai vợ chồng trẻ, chị rất là xinh đẹp, anh rất là sexy, anh rất là phóng khoáng, sở lợi, mua cũng sở lợi, và ngày hôm qua anh bán cho em cũng vô cùng sở lợi. Và nếu tất cả quý vị và các bạn còn nhớ một cái câu chuyện, đó là vị khách đến mua một chiếc xe và yêu cầu ship xe từ Thái Nguyên về Hà Nội, nhưng km không được nhảy dù chỉ là một cây vào năm ngoái, thì đó chính là chiếc xe này. Và nhớ năm ngoái là em phải thuê một chiếc xe cứu hộ đánh từ Thái Nguyên lên trên Hà Nội và ra tên cho anh ấy. Đầu tiên là chiếc xe này là rút hồ sơ cầm tay và lên phát cho anh chị đấy, là đẹp ngày và là ra tên phát luôn, ra tên chính chủ của anh chị ở Quốc Oai Hà Nội luôn. Anh em có thể nhìn thấy mẫu xe Kia K3000 thùng lửng. Thực sự thùng lửng thì có rất là nhiều chiếc xe, nhưng tại sao ngày hôm nay mình lại có tình cảm đặc biệt với mẫu xe này đến vậy? Test xe thì ngày hôm qua mình đã test rồi, test trên cao tốc là test rồi. Nhưng đây, anh em nhìn cái đèn này, đèn nó là đèn nguyên bản nhá, không phải là đèn thay nhá. Đèn nguyên bản, không phải đèn thay. Một chiếc xe mà cái người chủ thứ hai là anh chị ở Quốc Oai, nghe vần phết nhỉ. Không phải chở nhôm kính, không phải chở cửa cuốn, sắt thép cũng không chở, mà anh chị ấy chở cám thôi. Năm nay thì tình hình Covid thì thời điểm này anh chị tạm ngừng mà sẽ bán hàng online, cho nên là nhượng lại chiếc xe này. Nếu mà hết dịch nhanh sớm thì anh chị lại mua lại. Thì khi mà cái thời điểm năm ngoái ấy, là anh chị mua về là thay một dàn lốp mới tinh luôn. Và bây giờ là sau một năm thì có lẽ đường ở chỗ anh chị rất là đẹp rồi, chỗ chùa thầy ấy. Đấy thì nó vẫn còn tương đối khoảng 85%, 90% cả 6 quả lốp. Đấy. Anh em được dàn lốp đẹp nhá. Đấy. Và sau một năm thì nó có những cái phần giấy này, giấy ngày xưa mình bọc mà, thì nó xước sát trượt chạp nên nó bóc ra. Đây, tí nữa thì rửa giấy rồi là lắng đấy, nó rộp lên. Sau hơn một năm rồi thì mình sẽ đi dán lại, đi xì pa lại. Em này em chưa rửa nước lã luôn đấy. Đây, buổi chiều qua là mình, ngày hôm qua là mình đi từ lúc 12 giờ trưa, là đi, chủ đích không phải lấy em này đâu, mà chủ đích là xuống Hưng Yên để lấy một em Kia K3000 đời 2012 thùng bạc cơ. Nhưng mà xuống thì xe nó không được như mình ưng ý, cho nên là mình không lấy. Đấy, mình không lấy. Thế là tự nhiên được thông tin thì anh này, anh cũng ở gần chỗ đấy, gần chỗ Hoài Đức, thì thôi điện cho anh. Thì mình đánh từ Văn Lâm Hưng Yên lên, mình đi xe Vios mà, mình đi lên, mình không lấy con kia, mình đi lên Văn Lâm. Từ Văn Lâm lên chỗ Quốc Ai, gặp nhau ở sân vận động, gặp nhau ở chỗ nhà thi đấu quốc gia, gần cạnh nhà thi đấu. Thì một khoảng tầm tiếng, gần một tiếng ấy, thì hai bên gặp nhau và chốt được kèo em này. Em trong điện thoại chị bảo là giá đấy là xuống bớt là không bán đâu, nhưng mà xuống thì anh chị gặp nhau tay mắt là đường, sướng như Tết, vui như Tết luôn. Đấy, anh chị sở lợi, anh chị rất là sở lợi, rất là tuyệt vời. Thế là anh chị để cho mình, lại còn gia lộc cho mình thêm triệu nữa, rất là tuyệt vời. Gia lộc cho mình, đúng rồi, gia lộc cho mình triệu, rất là thích. Anh chị còn bảo là nếu mà thì các anh chị đi xe mà bàn giao ở hai người gặp ở giữa đường ấy, gặp ở chỗ cạnh nhà thi đấu, cạnh sân nhà thi đấu, thì
anh chị bảo là nếu mà đưa anh chị về, nếu để bắt taxi anh chị còn lọc trên 500, nhưng mà em có công việc hay là em thôi. Đấy. Thì đây anh em có thể nhìn ngắm này. Chưa spa gì, chưa rửa lắc lã gì. Có xe Kia K3000, em cứ quen mồm, em cứ nghĩ em này phải là K140 hay K165 ấy. Nhìn phê chưa, nhìn cái đèn đã phê chưa, đã đủ kích thích chưa, nó đã đủ kích thích chưa. Em đẹp không cần son phấn, xinh đẹp xinh rất hiền, miên man. Rất là nhiều người hỏi thắc mắc tại sao đời 12 kính 11. Xin thưa với tất cả quý vị và bạn, như thế nó là chuẩn, tại vì là kính nó sản xuất theo lô, và 212 nó chưa hết lô đó thì người nó vẫn lắp kính 11, hầu hết là như vậy. Còn đâu là chưa bao giờ em thấy là đời 12 mà kính 13, thường nó như thế nó mới là thay, hoặc đời 12 mà kính 17 nó là thay, đời 12 kính 11 là đúng rồi. Xe con nó cũng vậy. Đấy, tất cả keo chỉ này, ngoài cái những cái bong xước sát trượt chặt bên ngoài sau một năm sử dụng, cái bong những cái giấy đề can ra, thì dường như em nghĩ nó còn, anh chị này nó cũng cẩn thận, nó còn đẹp hơn đấy. Điều hòa mát rét nhá, điều hòa mát rét luôn. Đây, nội thất này. Trời ơi, em thà luôn là cái thời tiết này đó là chỉ vào trong cabin xe em thề luôn, phải để số 1 thôi. Nó lạnh quá thật, thật sự luôn. Ho luôn. Đấy, tắp đi cửa này. Thấy chưa? Ngày hôm qua test cao tốc tất cả các số, tất cả cung đường đạp một phát vút lên tầm 80-90 rồi. Đây, nhìn vòng tua rồi. Cái kim công tơ mét là vừa mình chắc hôm qua mình đạp mạnh quá, còn đầu vòng tua đạp một phát lên, đạp lên nhanh chưa, nên đạp phát lên 2000-3000 luôn. Đấy. Và anh chị đã trang bị thêm cái củ sạc Remax này, đấu nối trực tiếp vào cái sạc nguyên bản này. Thế củ này sạc nó sẽ cho nguồn nó cao hơn, và sạc nó nhanh hơn. Đấy. Để điện thoại ở đây, hôm qua mình để điện thoại ở đây livestream nhìn nó không bị rung. Đó. Và tổng thành xe đi, anh em nhìn này, từ những cái phần lì cửa này. Tất cả phần đây, phần tay quay lốp vẫn còn nguyên. Đó. Và điều đặc biệt của dòng thùng lửng này là nhìn về kính phía sau này. Đấy. Nhìn thấy thùng luôn anh em ạ. Xuống xe này. Ôi thề luôn, không muốn bước vào. Đấy. Đây, thùng inox nhá. Đây, thùng inox. Thì anh chị ấy chở cám. Nhà cũng có xe to rồi. Đây. Quả dự phòng nó còn đẹp này em à. Bác nào mà mua được con này thì cũng mừng cho các bác. Đẹp. Đây nhá, chứng tỏ là em về em không luộc lốp, em không tháo ra đâu nhá. Đấy, máy này, bây giờ đến phần máy nhá. Đến phần động cơ này. Đây. Đến phần động cơ này. Thực ra xe đẹp, bán nó nhanh. Ui, điều hòa anh em nhìn nước chảy tong tong này, điều hòa mát lạnh, máy còn chưa rửa luôn. Máy zin anh em nhé, thứ nhất luôn. Zin đét đẹp, đẹp luôn. Xe này mới gọi là xe chứ. Xe này mới gọi là xe. Đó.
một nơi khá là quen thuộc. Ngày xưa thì ở đây nó còn có một cây phượng nhìn tầm này là ra hoa đỏ rực lắm rồi. Và bây giờ thì an toàn cho các cháu là bỏ cái phượng đi rồi. Đó. Thì đó là clip ngày hôm nay giới thiệu với tất cả quý vị và các bạn trực tiếp luôn. Mẫu xe Kia K 3000. Đấy, thùng lửng, lốp mới dường như là 90% cả vàng. Sàn inox, tiết điều hòa rét buốt. Tháng đến tháng 10 năm 2021. Máy zin cam kết anh em xuống lọc lá cho anh chị. Giá công khai là 232 triệu, lọc lá cho anh chị trực tiếp trong livestream này 2 triệu. Anh em lên đúng như mô tả thì có thể là vẫn có lọc nhiều hơn. Nhận xe anh em nếu mà lên đặt xe tải mà không đúng như mô tả, đặt xe tải gửi lại anh chị em 10 triệu chắc chắn luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều.